mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hoàng Đình. Hoàng Đình là một cô bé có số mệnh bi thảm. Ngay lúc cô vừa hiểu chuyện thì ba mẹ đã ly dị. Cô sống chung với cha và mẹ kế. Bà dì ghẻ này rất nóng nảy khôn dữ, động một chút là quát tháo đánh chửi, khiến tâm tư bé bỏng của Hoàng Đình luôn phủ đầy mây đen. Bởi vô phương hướng dẫn cuộc sống như vậy nên cô bé đã trốn khỏi gia đình của cha, đến sống chung với mẹ ruột. Mẹ cô chuyên bán thức ăn nhanh là món gà rán, vịt quay, tạo nghiệp sát sinh rất nặng. Chính điều này đã dẫn đến tai họa về sau. Mấy năm đầu tiệm của họ buôn bán rất phát, kiếm được nhiều tiền. Lúc đó hai mẹ con còn sống rất sung túc. Rồi từ lúc giải phóng, cải cách phát triển, hai mẹ con bèn dời nhà đến Thanh Đảo công tác ở xí nghiệp Đại Tư. Trong lúc làm việc tại Thanh Đảo, đối với Hoàng Đình thì thời gian này chính là hưởng thụ. Nhưng hưởng phúc thì tiêu phúc, có phúc báo mà không biết hành thiện tích phúc, tạo lợi ích chân chính cho mình và người, cứ ngồi yên toại hưởng thì phúc đó hết rất nhanh. Hoàng Đình làm việc mỗi ngày 2 tiếng, thời gian rảnh còn lại thì phụ chủ uống trà hầu khách, tán gẫu, ăn cao lương hải sản, hát karaoke, khiêu vũ. Nếp sinh hoạt ở quán bar rực rỡ ánh đèn đã khiến nội tâm cô bị kích động mạnh, nảy ý thèm kiếm một người đàn ông có thể chu cấp cho cô cuộc sống hưởng thụ vật chất đầy đủ. Trong đám khách lui tới, Hoàng Đình quen một thanh niên tên là Lý Hạo. Anh ta kể mình xuất thân từ một gia đình thượng lưu, ăn nói cư xử rất có phong độ, dần dần đã chinh phục được trái tim cô gái 21 tuổi. Từ đó hai người giao tình càng mật thiết. Chưa đầy nửa năm, Lý Hạo đã bộc lộ bản chất mê bài bạc. Hắn đem toàn bộ tiền của đặt hết vào cá độ, có lúc phải mượn tiền của người giúp việc hoặc mượn cô gái Hoàng Đình chất phác. Ngày nọ Lý Hạo gọi điện vay tiền. Mới đầu Hoàng Đình tha thiết khuyên hắn nên bỏ bài bạc, nhưng Lý Hạo cố thuyết phục cô gái ngây thơ. Anh sẽ sửa, anh hứa mà, em hãy cho anh vay một lần cuối đi, có được không? Hoàng Đình hiền lành mềm mỏng đem số tiền dành dụm nửa năm của mình vào túc xá. Tại nhà trọ, Lý Hạo đang ngồi uống rượu giải sầu, thấy nàng tới hắn mừng phát điên. Trong cơn say hắn kéo tay nàng. Hoàng Đình thấy vậy vội đưa tiền ra. Vốn nàng định khuyên hắn nên sớm hồi tâm chuyển ý hoán cải, nào ngờ Lý Hạo trong cơn nhậu say thú tính bộc phát đã làm Hoàng Đình mất đi sự trong trắng. Hoàng Đình chia tay Lý Hạo được 1 tháng thì phát hiện mình mang thai. Vì muốn giấu mẹ và bạn bè, nàng lấy cớ về quê thăm thân nhân. Bị sức ép kinh tế và nỗi lo dư luận xã hội, nàng quyết định phá thai. Việc này rất đau đớn, nàng ráng dẫn chịu cơn thống khổ kịch liệt, bị giày vò hành hạ ngót mấy tiếng dài đăng đẳng. Họa phúc không cửa, chỉ có người tự chiêu. Báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Phá thai được 3 ngày thì Hoàng Đình nhận được hung tin mẹ nàng bị xe đụng, đầu bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, mạng sống lâm nguy trong sớm chiều. Đối với Hoàng Đình yếu đuối thì đây quả là khổ chồng khổ. Nhờ có bạn bè phụ giúp đưa mẹ nàng vào viện, nhưng bác sĩ nói: xin lỗi, người này khó sống nổi nữa, thần quyến hãy về lo hậu sự đi. Nghe tin mẹ bị nạn, Hoàng Đình vội vào bệnh viện. Lúc này mẹ nàng mổ đã hơn 5 tiếng. Thời khắc đó nàng khóc thành lời, buồn rầu không nguôi, chỉ biết tự trách nói thầm: mẹ ơi đừng có chết, bởi con tạo nghiệp ác nên mẹ mới gặp nạn. Con xin lỗi mẹ, con phải làm sao đây, con phải làm sao đây? Đột nhiên nàng nghe người bạn nói nhỏ vào tai mình: hãy ráng niệm Phật A Di Đà thật nhiều, vì đại nguyện lực của ngài vĩ đại vô cùng. Phải rồi, mình phải niệm Phật, mình phải niệm Phật. Hoàng Đình không màng đến thể diện nữa, nàng quỳ xuống trước phòng mổ, chắp tay chí thành niệm lớn: Nam mô Phật A Di Đà, cầu Phật gia hộ cứu mẫu thân.
Những người bệnh và bác sĩ qua lại đều ném cho nàng một tia nhìn kỳ quái. Mặt mọi người chỉ trỏ bàn tán, với nàng chẳng ăn nhầm gì. Bởi thời khắc đó trong tâm nàng chỉ có Phật A-di-đà. Nàng hoàn toàn dốc hết tâm ý niệm Phật cầu cho mẹ mình, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có người lâm chung, thân thuộc trong nhà dù một người vì bệnh nhân cao tiếng niệm Phật, thì người sắp chết đó trừ tội ngũ vô gián ra, các nghiệp khác đều có thể tiêu. Công đức niệm danh hiệu Phật không thể nghĩ tưởng, Phật pháp quả chân thật không dối. Ngay chính bác sĩ cũng không đảm bảo mẹ nàng sống, nhưng kỳ lạ thay, bà đã sống lại. Trải qua tai nạn này rồi, hai mẹ con cùng bước vào con đường học Phật, siêng năng nghe giảng pháp, kiên trì ăn chay, phóng sinh, thường phát tâm sám hối tội sát sinh đã qua. Nhờ cả hai nỗ lực tinh tấn tu nên mẹ Hoàng Đình hồi phục rất nhanh, kết quả tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng. 2 tháng sau, mẹ Hoàng Đình đã có thể tự làm mọi chuyện và sinh hoạt khỏe mạnh như người bình thường. Thấy mẹ chuyển nguy thành an, Hoàng Đình càng kiên trì tu, tăng thêm tín tâm. Nàng lợi dụng thời gian rảnh, tận lực giúp đỡ người chung quanh và đem kinh nghiệm mình từng trải qua kể cho người nghe, khuyên họ thâm tín nhân quả, sớm cải ác theo thiện. Nàng đã giúp cho nhiều gia đình đến với đạo, nghe giảng và hành theo Phật pháp, được ly khổ đắc lạc. Ha ha ha, 问三摩地所